Vâng, thì chiều nay em cũng dọn dịp thì còn là 5 bộ dây bạc này các bác, dây lo bạc này nha. Dòng này thì em lúc trước là 1,2 triệu nha các bác. Là về khoảng 25-30 bộ đấy. Nó gồm nó là dòng này nó có màu trắng trong và màu xanh nha các bác, và màu đỏ nữa nha. Dòng này là bạc, các bác chơi tích tiếng sáng và độ nhẹ cao thì các bác chơi những dòng này. Thì cấu hình của nó thì tất cả đầu bắp chuối nha các bác, dây là dây bãi về nha. Bắp chuối hết nha, dòng này là dòng từ nước ngoài về nên là không có mỏ chim đâu nha. Bắp chuối hết, 2,5 m một vế. Dây bạc mỗi vế là 2, 4, 6, 7 lõi nha. Mỗi vế là 7 lõi. Mỗi vế là 7 lõi nha, có 2,5 m một vế. Em có còn duy nhất là 5 bộ. Em gửi đi các bác mình chơi cuối năm này luôn. Thứ nhất là nó em dọn kho cho nó gọn gàng luôn. Sang năm mới thì có những hàng mới về. Thì còn 5 bộ, bác thợ nào lấy thì cứ alo lấy hết là alo luôn cho em nha. Giá tốt cho các bác. Thì cũng fix nhị thôi chứ giờ em fix hết cỡ trong cuối năm để các bác mình chơi nâng cấp dàn audio rồi. Bộ dàn các bác nào mà tiếng nó đục, không sáng tiếng và giải trép nó hơi nó chói, nó không có tiếng tơi, nó không mịn màng thì các bác lựa chọn những dòng dây bạc này nha. 2,5 m một vế nha, đầu bắp chuối hết nha. Đầu bắp chuối hết. Dây bãi đẹp trên 90%. Cuối năm thì ra lập các bác luôn là mỗi bộ là 950.000 bao gồm phí ship luôn nha. 950.000 dây bạc nha các bác. Cấu hình bạc tinh khiết. 7 loại 10 vé nha. Các bác nào ship code thì cứ liên hệ cho em nha. Hiện tại là còn có 5 bộ, 5 bác hay là bác thợ nào mình lấy luôn 5 bộ này em sẽ fix thêm 100.000 nữa để bác về mình chờ lấy luôn 5 bộ là fix 100 nữa nha. Và lấy hết luôn, em gửi luôn cho các bác về có thể mình chơi, có thể là bán anh em gần nhà. Hoặc là các bác nào lấy lỉ thì lấy một bộ là 950 nha. Lấy hết là 850 nha. Thì 5 bộ này nó nằm kia. Nó nằm mới dọn dịp cũng chuẩn bị là nghỉ Tết rồi. Còn lai rai thì các bác lấy lai rai thì em gửi hàng thôi. Dịp nó còn 5 bộ trong xó đó, cho được mà hồi em nhập cái này về là khoảng 25-30 bộ rồi đó. Hiện tại còn 5 bộ thì em báo các bác đấy. Các bác còn lấy lý là 950 bao ship. Hai số điện thoại của em, các bác cứ liên hệ cho em chính có hai số điện thoại đó nha. Và nhắn tin tên để chơi thêm ship hàng. Hoặc là bất thợ hay nào mình chơi luôn 5 bộ về để nghiên cứu gì đó thì mằng mò gì đó thì 850 em gửi hàng luôn cho các bác luôn. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.